Thưa quý vị, hiện nay thành phố Đà Nẵng đã quy định 100% người trên các phương tiện vào Đà Nẵng phải test nhanh SARS-CoV-2 tại 3 chốt kiểm dịch liên ngành, xuyên đêm bám chốt, đảm bảo dịch bệnh không xâm nhập vào thành phố. Chính là nhiệm vụ hàng ngày của các tổ công tác tại đây. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chốt kiểm soát dịch cửa ngõ phía Tây thành phố, đường Tà Quang Bửu, quận Liên Chiểu. Trời đã về khuya, nhưng tổ công tác trực tại đây vẫn luân phiên hướng dẫn các tài xế khai báo y tế, yêu cầu test nhanh COVID-19 trước khi vào thành phố. Những trường hợp xét nghiệm quá 24 giờ sẽ được yêu cầu kiểm tra lại. Khi có kết quả âm tính, các tài xế sẽ được cấp giấy xác nhận để có thể tiếp tục vào thành phố làm việc. Ở Đà Nẵng thì bây giờ mới test đầu tiên này. Thì nghe nói là miễn phí thì thấy thuận tiện hơn cho bên vận chuyển hàng hóa. Cái này thì nó nhanh, nó gọn cho người dân mà đỡ phải chịu đợi nữa. Nhưng mà khi mà mình test nhanh mà không có vấn đề gì á thì mình mới làm lại CBR. Còn bình thường thì mình cứ tạm thời mình test nhanh cho họ đi là. Mỗi ngày, chốt kiểm soát này ghi nhận khoảng 500 lượt xe qua lại, phần lớn là xe chở hàng hóa thiết yếu. Việc tổ chức lấy mẫu test nhanh tại chốt phải đảm bảo nguyên tắc một chiều, giãn cách an toàn, hiệu quả nhằm phát hiện kịp thời trường hợp mắc COVID-19, từ đó cách ly, điều trị, ngăn chặn dịch bệnh ngay từ vòng ngoài.